Maroc Mobile chào anh em. Trong clip ngày hôm nay mình xin phép được chia sẻ với anh em kinh nghiệm cá nhân của mình trong việc trả lời những thắc mắc phổ biến khi anh em quan tâm đến dòng điện thoại Google Pixel này, cái dòng điện thoại chụp ảnh ăn liền rất đẹp, chụp chân dung tuyệt vời, đúng không? Hy vọng là nó có ích với anh em và nếu có ích thì anh em chia sẻ giúp mình nhé. Nếu mà mình có sai sót gì, mong là anh em góp ý để cho mình có thể bổ sung. Nhưng mình tự tin rằng clip này mình đã chọn lựa rất cẩn thận từ ngữ, mình nói phải đúng để đến 99%. Bởi vì mình ý thức được rằng cái này có tác dụng trong việc anh em chọn máy Như anh em thấy thì trước mặt mình có 11 đời máy tất cả Đời 2, đời 3, đời 4 và đời 5 là cái đời mới nhất hiện nay Bọn Google Pixel này mình nói nhanh như thế này này Anh em đến với nó vì chụp ảnh là chủ yếu đúng không? Thế thì chụp ảnh của nó khác nhau nhiều không? Từ đời 2 đến đời 5 Câu trả lời là không khác nhiều anh em nhé Có khác nhưng không nhiều cho nên anh em không phải lăn tăn chuyện mình mua con hai thì chụp ảnh có xấu không? Con hai chụp ảnh đẹp cực, ăn đứt cái con nốt 10 Plus mình đang dùng đây. Còn dĩ nhiên rồi, tiền càng cao, máy càng ngon, những trải nghiệm mà máy mang lại càng ngon. Ok chứ anh em, mình sẽ trả lời thêm sâu sắc hơn một chút ở phía sau này của clip nhé. Google Pixel nó có hai dòng, nó là dòng cao cấp và trung cấp. Anh em tùy cái nhu cầu của mình mà chọn cao cấp hoặc trung cấp. Và như mình đã nói không lăn tăn về cam. Dòng trung cấp của nó là dòng có chữ A. Ví dụ 3A, 3AXL, 4A, 4A 5G. Nếu như 3A và 3A XL chỉ khác nhau về to nhỏ thì 4A 5G có cam góc rộng trong khi 4A, 4A đây chỉ có một cam thôi. 4A 5G sẽ được nhiều người chuộng hơn. Nhưng mà nó lại hiếm đấy. Cái dòng A nó có đặc điểm là dùng con chip kém hơn dòng cao cấp đời tương đương. Ví dụ như là 3A của mình là Snap 845 thì 3A À quên, con 3 là Snap 845 Thì 3A là Snapdragon 670 thôi Đấy anh em nhé Và cái màn hình của nó nhạt màu hơn đời cao cấp Nhạt màu hơn, nó không sâu màu bằng Tuy nhiên là nó có rắc cắm 3.5 này Nó có vỏ nhựa này Cầm nó nhẹ nhàng này Cầm nó không đầm tay, không cao cấp Nhưng mà cầm được lâu nó không mỏi Cái ưu điểm của cái dòng này là nó có hai sim Và pin rất trâu Anh em xác định pin của bọn dòng A ấy, Nó cứ phải tầm từ 7 tiếng đến 9 tiếng on màn liên tục Đấy, nó có cái ưu điểm nó hay như thế. Nếu là mình thì mình sẽ chọn cái dòng A cho nó rẻ. Bởi vì ảnh chụp cho nó gần như không khác nhau luôn anh em ạ. Chọn dòng A cho rẻ này, pin trâu và hai sim, đấy là những cái mà mình cần. Thế còn dòng cao cấp thì sao? Dòng cao cấp nó mang lại cho anh em những cái trải nghiệm khác hẳn, những trải nghiệm thuộc về dạng đắt giá. Ví dụ như là con chip cao cấp hơn này, cái màn có tần số quét cao hơn nó hiển thị đẹp hơn, mượt hơn. Đấy. Tùy theo cái nhu cầu của anh em nhé Chứ còn nếu mà lăn tăn về ảnh chụp thì mình khẳng định rằng 9 trên 10 người sẽ không phân biệt được 3A và 3 chụp là con nào chụp. Mình dám khẳng định như vậy. Anh em không phải lăn tăn chuyện mình mua con này con kia thấp tiền quá liệu chụp có ngon không chụp rất ngon anh em nhé. Thứ hai, nói về cái cam mốt khi anh em đến với Google anh em hay nghe thấy cam mốt, cam mốt là gì? Có nhất thiết phải cài không? Có phải chụp nó sẽ đẹp hơn không? Tôi có một con V50 Hàn ấy, tôi cài GK mà tôi thấy chụp đẹp hơn hẳn. Thì cam mốt đối với dòng Google Pixel này K1 không có giá trị làm ảnh đẹp lên anh em nhé không phân biệt được nhiều đâu thế K1 có giá trị gì ở đây mình có một con 3XL như anh em biết thì ở trong cái giao diện chụp ảnh chụp đêm này chụp đêm là gồm nhiều tấm thường chụp ghép lại để ra cái ảnh sáng đêm đẹp nhất ảnh thiếu sáng ok nhất chụp thiên văn là cái ảnh đêm nhiều ảnh đêm ghép lại ra một tấm thiên văn thì cam gốc này nó không cho mình bật tắt thiên văn máy nó sẽ tự quyết định là có đổi sang chế độ thiên văn hay không khi anh em cài cam mốt nó sẽ có thêm một cái icon nó là một cái ứng dụng chụp ảnh khác mình ấn vào nhé nó sẽ có thêm một cái icon thiên văn ở đây và anh em có thể chủ động bật tắt thiên văn và cái cam mốt này có một cái hay là nếu anh em dùng bản nhật chụp ảnh không tắt được âm thì cài cam mốt tắt được âm thế thôi anh em nhé cam mốt chỉ có chế độ là bật tắt thiên văn theo ý mình và chụp ảnh của máy nhật thì có thể tắt âm được không nhất thiết là phải cài cam mốt nhất là đời cao như đời 4 hay đời năm Ok Thế nhưng mà Chụp ảnh thì như thế nhưng còn quay phim thì thế nào Quay phim thì lại khác biệt hẳn anh em nhé Đời hai cái mic thu âm khá ồn Lọc ồn khá kém Đến đời 5 này thì tuyệt vời Mình đánh giá là đời 2 Quay tiếng nó hơi bị khô Nó nó kiểu hơi đanh tiếng Còn đời 3, đời 4 này Quay up lên facebook rất là ngon lành Quay vlog ngon lành thì là đến đời 5 này Đời 5 này mình đánh giá quay phải ngang với mấy em Samsung với Sony đấy tiếp theo là anh em mua máy google pixel thì bảo hành ở đâu cái máy google pixel này giống như mọi máy android mà mình biết không có bảo hành toàn cầu tức là mua đâu bảo hành đấy mua nhật bảo hành nhật mua mỹ bảo hành mỹ ở việt nam mình không có kênh phân phối chính thức của google pixel cho nên là mua cửa hàng nào cửa hàng đấy bảo hành anh em hãy chọn cái cửa hàng nào mà uy tín tham khảo cái kênh của mình mình cho là có khá đầy đủ đấy hướng dẫn anh em chọn cửa hàng này hướng dẫn anh em kiểm tra máy này nói với anh em về đặc điểm từng đời máy này ok chưa anh em có thể tra bảo hành nếu như mua máy của thị trường mỹ hoặc là anh nhé vào trang store google com gạch us hoặc là gạch uk gạch repair nếu mà máy của một trong hai thị trường này nó sẽ ra cái hạn bảo hành thực ra mình đánh giá cái hạn bảo hành này để nhìn cho vui thôi nó đâu có giá trị gì khi anh em ở việt nam đúng không nhiều anh em bảo là cứ lấy cái con đếp còn mới đếp còn mới nhưng máy tã làm sao mà bằng cái con đếp cũ nhưng máy đẹp được đúng chưa cái này là tùy quan điểm của mỗi người mình chỉ nói là cái này có thể tra như thế thôi nhé Ok, tiếp theo là cái thay sửa của bọn này có dễ không? Thì như anh em biết có hai kiểu thay sửa. Một là như kiểu đứt dây điện mình lối lại, tức là mình chắp vá mình câu kéo. Hai là mình đồ nó không thể câu kéo được mình phải thay hẳn. Cái loại một mình không nói, cái loại hai nếu anh em không tìm được chỗ thay sửa, alo cho mình 0838687997. Đây là số Zalo của mình luôn. Mình đánh giá là đồ của bọn này không khó đâu, không khó thay sửa có thể đặt về được nếu không có. Anh em yên tâm cái đấy nhé. Một cái khá quan trọng nữa đó là bọn pixel này có hàng lốc không? Có anh em nhé. Và như mình biết là ở Việt Nam không ai nhận mở cả. Cái chi phí mở ở nước ngoài thì cao hơn cả tiền mua con sách tay mới ở Việt Nam nữa. Cho nên anh em đừng để ông nào thuốc là Bạn cứ lấy đi 1-2 tháng nữa nó mở hay là 1 2 năm nữa hết hạn hợp đồng nó mở. Không có chuyện đấy đâu nhé. Anh em hãy mua lốc nếu như anh em quyết định dùng máy không không đầy đủ tính năng. Máy bị lốc. Có con lốc wifi, có con lốc sim đấy. Không phải con nào cũng lốc một kiểu giống nhau đâu. Tiếp theo một cái nữa mà rất nhiều anh em lan tăn là email, email 35 là gì, 99 là gì, 44 là gì? 35 là nhà mạng đúng không? 35 sẽ bị lốc lại đúng không? Đấy anh em nghe rất hoang mang đúng không? Mình xin giải đáp ngắn gọn như này. Tất cả các email đều dùng ngon lành bình thường. Đấy, còn nó khác nhau mình sẽ nói chi tiết một chút này. Email 35 đa phần là không mở được OEM. Đến đây lại có anh em hỏi OEM là gì? Original, cái gì manufacturer Khi mà cái này mở ra thì anh em có thể can thiệp sâu vào máy, ví dụ như áp lại dom khác hay là rút máy. Đấy anh em đã thấy chưa? Với người dùng bình thường như mình như anh em thì cái chuyện này không quan trọng. Tức là 35 hay 99 không quan trọng. Thế 99 thì sao? 99 thì đa phần là nó mở được OEM, anh em có thể can thiệp sâu vào. Ok chưa? Nhiều người nói 99 là bản thương mại, 35 là bản nhà mạng, không đúng đâu nhá. Từ đời 4 trở đi không có IMEI 99. Từ đời 4 trở đi chỉ có IMEI 35 thôi. Và cái chuyện IMEI 35 hay 99 hay 44 anh em chỉ chú ý vào cái đời 3 này cho mình thôi. Các đời khác không cần quan tâm IMEI. Đời 3, mình sẽ nói về đời 3, cái IMEI. IMEI 35 của đời 3 không áp được eSIM. Dùng bình thường ngon lành, không khác tí gì bản 99 cả. Nếu mà 35 mà mở được OEM thì áp eSIM được bình thường. Cái bản chất của cái cái chuyện khác biệt là OEM có mở được hay không. Chứ không phải là IMEI 35 hay 99 hay 44 anh em nhé. Tuy nhiên là 35 thì gần như là không như không có nào mở được, còn 99 thì gần như là con nào cũng mở. Anh em sẽ vẫn gặp những con 35 mở và những con 99 đóng. Đấy, cho nên nếu anh em muốn vọc vạch thì anh em chỉ cần kiểm tra cái OEM nó có cho mở hay không, kiểm tra ở đâu? Bật máy lên, anh em là vọc sĩ thì biết rồi đúng không? Vào cài đặt. Vào giới thiệu điện thoại, số bản dựng nháy 7 phát để nó bật cái chế độ nhà phát triển lên. Sau đó bách ra vào hệ thống này, vào nâng cao này, tùy chọn nhà phát triển. Cái dòng này nó sẽ không có nếu như không có cái bước nháy 7 lần kia anh em nhé Ấn vào này Anh em sẽ thấy OM Đấy Con này là IMEI 35 đấy nhưng OM mở này Đấy Anh em sẽ kiểm tra được là OM nó có cho mình bật tắt hay không Các học sĩ quan trọng thì quan trọng cái đấy thôi nhé Còn với người dùng bình thường mình nhấn mạnh 35 và 99 dùng không khác nhau một cái gì cả Ngon lành ổn định bình thường Thế còn 44 là gì Ở đời 3 và 3XL 44 là IMEI 0044 là IMEI của cái máy thử nghiệm thì nó lại không khác một tí gì so với bản quốc tế cả nó chỉ khác một cái duy nhất nhỏ mình phát hiện ra đó là khi bạn dùng app Vietcombank thì nó sẽ ao ra ngoài đấy còn lại không khác gì thường là nó sẽ rẻ hơn từ 500 đến 1 triệu cái này tùy anh em cân nhắc mình chỉ nói cái sự khác biệt khi anh em thắc mắc thôi ok nhé tiếp theo mình nói về sim anh em phải phân biệt rằng áp được sim hay không và dùng hai sim hai sóng hay không là hai cái khái niệm khác nhau hoàn toàn sim vật lý sim bật vật lý thì sim sim bị tắt và ngược lại bật sim sim vật lý bị tắt thì ngược lại nó khác với hai sim song song là hai cái lúc nào cũng bật nhá. Yeah. eSIM này. Anh em nghe này, không biết là anh em đã nghe ở đâu nhưng những gì mình sắp nói mình khẳng định là đúng 100% nhé, yeah. đời 2 và 2XL ở Việt Nam mình không dùng được eSIM. Không dùng được eSIM. Chỉ những nước nào tham gia dự án FI Project của Google thì mới dùng được eSIM. Ở Việt Nam mình không dùng được nhá. Yeah. đời 3 và 3XL. Con nào mở được OEM thì add được eSIM từ đời 4 trở lên đều áp được eSIM. 3A và 3AXL. Không áp được eSIM nếu mà không mở được cái OM tương tự như bọn này. Thứ hai, mình nói về chuyện hai SIM. Con nào thì chạy được hai SIM hai sóng song song, 2XL. Anh em nhớ này, Google Pixel hai SIM thì đều là một eSIM và một SIM vật lý nhé đấy chứ không phải hai sim vật lý đâu có nhiều bạn trách mình này, này ông gửi nhầm cho tôi rồi tôi thấy mỗi một khay sim không phải đâu nhé sim thứ hai của nó là e sim đấy thì anh em hãy nhớ rằng cách kiểm tra có hai sim hai sóng hay chuẩn nhất hay không đó là anh em cứ nhét một sim vào sau đó là phải thấy nó hiện cái dấu cộng lên ở đây này vào cài đặt vào mạng và internet nếu anh em nhét sim đúng không? ở đây là tên nhà mạng không đấy thì bên cạnh nó phải có một dấu cộng nhé nếu anh em ấn vào dấu cộng đấy ấn cứ ấn tiếp ấn tiếp đến khi nó hiện ra cái giao diện quét eSIM thì con đấy mới là có hai sim hai sóng online mới là add được eSIM những con nào có hai sim hai sóng online từ đời 4 trở lên là hai sim hai sóng online đời 3 a 3 a xl có hai sim hai sóng online cách kiểm tra như mình đã nói vừa nãy bây giờ là cái cuối cùng nhiều anh em nghe nói rằng 3 xl có hai sim có người lại bảo không có thế là như nào như mình đã nói lúc nãy với những con mở được OEM ở đời 3, 3XL này thì anh em có thể áp được hai sim bằng cách chạy bản ROM Android 10 beta từ 2 đến 5, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5 đấy. Ở cái bản đấy thì nó cho phép anh em áp một eSIM nữa và hai sim chạy song song. Tuy nhiên mình vẫn nói với anh em đừng làm như thế. Bản chất của con này nó chỉ có một anten phần cứng thôi. Khi anh em làm như thế, cái hai sim ấy nó switch liên tục, switch liên tục thì nó hại máy, hại anten. Đấy mình cho rằng đấy cũng là lý do tại sao Google nó khóa cái tính năng đấy lại Và anh em hãy nhớ nhé Một ai đó giao rằng 3XL hay là hai sim Là họ đang chạy bản ROM beta Bản ROM beta này thì nó cũng không có hạn chế gì đâu Nhưng dùng thỉnh thoảng Có thể nó sẽ có cái lỗi vặt Và tuyệt đối không được update Nếu update là sẽ mất tính năng hai sim Tốt nhất là Anh em hãy nhớ này hai sim đầy đủ tính năng Là các máy dòng A Đấy và các máy từ đời 4 trở lên Ok chưa? Và máy có hai sim hay không? Kiểm tra chắc chắn nhất là nhét một sim vào, ấn dấu cộng và áp được e sim là hai sim hoặc là mua của mình. Mình nói hai sim là chắc chắn hai sim. Ok chưa? Hy vọng là cái clip này nó có ích với anh em và nếu mà có ích thì mong là anh em chia sẻ để cho những người mà đang thắc mắc như anh em có cái một cái kênh khác để tham khảo nhé. Bye bye anh em.